Con xem món gì ngon. Lúc nào cũng các món mới ngon. Mà mẹ cứ khen món ngon ghê. Ôi trời ơi. Này là chị đang có mà khó lên. Là món gì đấy? Bề bề vụn. Nghệ sữa. Hai chị đi tận Hà Kiên Kiên Giang. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các chị nha, mọi người vào đi ạ. Đang ôi ôi, mẹ hùng này. Mẹ, nó đang đổ ra đây. Hello tất cả các tình yêu ạ, chào chị Bùi Tuyết, chào chị Ngọc Trâm nhá. Mọi người vào đi nào, chiều nay em sẽ sale thật là rẻ luôn nha mọi người nhá. Em sẽ sale thật là rẻ luôn. Mọi người vào, những ai đang xem livestream comment cho em biết nào. Ôi mẹ ơi, xong thấy con chạy nhở. Chào chị Nga Trần nhá, chào chị Sắc Mộc Lam Lam ạ. Các chị vào chia sẻ mạnh tay lên cho em nào, mọi người ơi vào chia sẻ cho em. Chào chị Oanh Thủy nhá. Oanh Thủy, nhận được hàng chưa tình yêu ơi, nhận được hàng em gửi chưa ạ? Mọi người vào đi nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên là sẽ chơi mini game đấy nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view đi, sẽ chơi mini game tặng váy như em đang mặc luôn này các chị này. Chia sẻ mạnh lên nhá. Lên 50 view nhá, em sẽ tặng áo và váy nhá mọi người nhá. Lên 50 view sẽ tặng áo, lên 100 view em sẽ tặng váy như em đang mặc đây. Váy rất là xinh luôn nhá. Chào chị Thao nha, chào chị Thanh Thanh Hường ạ. Nào mọi người vào là mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Có sếp, sếp váy mẹ con thì hiện tại là shop chưa có nhá chị Anh Hường ơi. Chào chị Ninh Yzit ạ. Chào nào mọi người vào đi ạ, các chị vào là xem livestream comment xin chào để em biết mọi người đang xem live để em chào mọi người nè. Mọi người vào comment xin chào đi ạ để em chào tất cả mọi người nhá. Các chị vào chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Chia sẻ view mạnh lên em sẽ tặng áo phông nhá mọi người nhá. Tặng áo phông lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho các chị. Lên 100 view để em sẽ tặng váy cho mọi người nhá. Đây nha, lên 50 view em sẽ tặng áo phông đính hạt này cho mọi người này. Đây, áo phông rất là đẹp nha, tặng áo phông cho các chị nhá. Có shop bò mới chưa Ly ơi? Hôm nào chị ra thử nhá, nhiều mẫu mà, thì em còn nhiều mẫu mà. Chị Thanh Thanh Hương ơi, chị muốn lấy mẫu nào gửi ảnh cho em lấy hàng cho. Chị muốn lấy set kiểu như nào ấy thì cứ gửi ảnh cho em nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên để em tặng quà cho các chị nào. Chia sẻ thật nhiều để em tặng quà nhá. Em sẽ tặng áo đính học này dành cho các chị chia sẻ like nhá. 3 lần trở lên trang cá nhân đạt 50 view nhá mọi người nhá. Đạt 50 view em sẽ tặng áo này cho mọi người này. Chào chị Anh Thúy ạ, chào chị Hương Nguyễn ạ. Nào mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Vào chia sẻ mạnh lên hộ các hội nhóm chợ cho em nhá. Em sẽ tặng áo đính hạt này cho mọi người khi view đạt 50 view nhá. Khi đạt 50 view nhá. Đấy chị ấy đặt cái váy đấy. Vâng, chào chị Nga Trần nhá, chào chị Hảo Em ạ. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Lên 50 view em sẽ tặng áo đính ngọc này nha mọi người nhá. Tặng áo đính ngọc này cho các chị chia sẻ livestream ngày hôm nay ạ. Mọi người chia sẻ đạt mức 50 view cho em nhá. Lên 100 view để em sẽ tặng váy như em đang mặc đây ạ. 100 view sẽ tặng váy như em đang mặc nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Váy von rất là mềm đẹp luôn ạ. Mọi người chia sẻ vào các hội nhóm chợ cho em nhá. Mọi người cứ tiếp tục chia sẻ bao giờ đạt 100 đạt 50 view để em sẽ tặng cho mọi người nhá. Vừa bán vừa tặng nhá mọi người nhá. Vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Nào em sẽ bán mã váy đầu tiên là mã váy như em đang mặc đây ạ. Đây, tặng quà cho các chị có hai màu để chị chọn này. Mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Em sẽ tặng áo phông cho các chị này. Tùy chọn hai màu nhá mọi người nhá. Tùy chọn hai màu này. Đấy, rất là xinh luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ chỉ cần đạt 50 view thôi. Má này có cả màu vàng nữa. Có một mà có hai màu. Có màu vàng. Có quần bò giả váy màu đậm. Hiện tại là chỉ có màu nhạt, chỉ còn màu nhạt thôi chị
Ngọc Ngọc ơi, màu nhạt cũng trẻ trung mà. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên là để em tặng váy, tặng áo phông cho các chị nào. Các chị xem rõ chưa ạ? Hôm nay em xem rõ hơn chưa các chị? Tại vì mấy hôm nay mạng lag quá nên là em cũng nghỉ ấy. Đấy, đây là ở trong đây. À, chị là Hảo Hồng này, chị nhận được hàng sáng nay rồi, mặc vừa đẹp nữa. Em cảm ơn chị nhá, cảm ơn tình yêu rất là nhiều luôn. Có vị ủng hộ em với ạ. Cảm ơn chị nhá. Nào các chị nào chia sẻ nào, chia sẻ nhá. Rồi ok, chia sẻ lên các hội nhóm chợ đi, em sẽ tặng mọi người nào. Các chị chia sẻ lên hội nhóm chợ, em sẽ tặng mọi người nhá. Chị Lan Trần nhận được hàng em gửi chưa ạ? Chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm chợ nào. Màu vàng rồi này. Đấy, đấy. Cái màu này nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào, lên các hội nhóm chợ cho em nhá. Em sẽ tặng áo phông này nhá mọi người nhá. Tặng áo phông này luôn cho các chị nào. Chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân nha mọi người nha. 3 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên hội nhóm chợ cho em ạ. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên hội nhóm chợ nhá. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước rồi comment, rồi quay lại đây comment. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Mọi người chia sẻ đi nào. Vừa bán vừa tặng nha, chị chưa nhận được, vẫn chưa nhận được à, chắc là nay mai nhận được thôi chị ạ. Em gửi hình như cũng được gần 3-4 ngày rồi chị phải. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nha, em sẽ bán mã váy đầu tiên này các chị này. Mã váy đầu tiên này em sẽ bán tri ân cho các chị nhá. Nào, mở hàng mã này em sẽ bán siêu rẻ cho mọi người này. 89k mã này nha mọi người nhá. 89k mã váy như em đang mặc dành cho các chị chia sẻ livestream ạ. 89k mã váy như em đang mặc nhá. Chị nào gọn kể cả 60 cân quay đầu mặc vẫn vừa nhá. Từ 45 đến 60 cân có thể vừa nhá các chị nhá. Hai màu và màu hoa vàng và hoa trắng ạ. Hoa vàng và hoa trắng này. Chị nào lấy màu nào thì comment cho em nhá. 89k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu này. Comment màu kèm số điện thoại cho em, chỉ 89k thôi ạ. 89k nha, rất là rẻ luôn nè. Màu vàng và màu trắng như em đang mặc nhá. Hoa vàng và hoa đỏ. Nến trắng hoa đỏ này, rất là nổi luôn. Cái này thì các chị thích mặc điệu đà thì có thể mặc bệt vai nhá mọi người nhá. 89k là chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Bán mã này mở hàng nhá mọi người nhá. Bán mã này mở hàng duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Có chị nào chốt mã này không nào? Có chị nào chốt mã này thì comment nào. Comment nhá. 89k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho mọi người nào. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho các chị nhá. Nào có chị nào chốt mã váy này không ạ? Chị nào chốt thì nhanh tay comment nào. Chia sẻ thật nhiều nhá mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm chợ đi ạ. Chia sẻ thật nhiều nhá. Lên 80 view em sẽ tặng váy như em đang mặc luôn. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em nhá các chị nhá. Ai chia sẻ thì sẽ được tặng quà và giảm giá nhá mọi người nhá. Những ai chia sẻ đạt 50 view sẽ được tặng quà và giảm giá. Mọi người chia sẻ thật nhiều đi nào. Chia sẻ thật nhiều nhá. Mã này sale 89k này, mở hàng bán rất là rẻ luôn. Màu vàng và màu trắng nhé mọi người nhá. Đây màu vàng và màu trắng này. Chị nào chốt vã mã này comment cho em để em thử màu vàng cho mọi người xem. Màu vàng mặc lên rất là trẻ luôn. Đây, màu vàng đây nha các chị nhá, màu vàng đây. Yêu hay không yêu cái gì ấy? Cái bài của anh nó hay nghe. Đây, màu vàng đây các chị này. Có xinh không? Màu vàng hoa nhí nhá. Rất là trẻ trung luôn mà nhìn nhã nhặn này. Em xin chào chị Trang Trần ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em nào.
Mọi người chia sẻ cho em nhá, tiếp tục chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm chợ cho em nhá. Có chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment này, màu kèm số điện thoại cho em ạ. Màu kèm số điện thoại nhá. Chỉ 89k nhá mọi người nhá. 89k một chiếc váy lụa rất là xinh luôn này. Đây, bán mã này gọi là không lợi nhuận luôn cho mọi người. Toàn hàng váy rất là xinh trên 100 mà hôm nay em sale 89k. Hở vai màu cam kia, cổ nó là cổ nó là đính đá chị ạ. Cổ nó đính đá chị Trang ơi. Có chị nào chốt mã này không nào? 89k nhá, để em qua mẫu nhá. Chỉ 89k thôi nhá mọi người nhá. Ai lấy chị comment nhá, hoặc là sau like mọi người có thể xem lại like chụp màn hình gửi cho em. Siêu rẻ luôn đúng không? Qua mẫu nha mọi người nhá. Qua mẫu nha, mọi người có muốn mua quần short áo không? Không để em chuyển qua mã quần short áo không nào. Boom nè. Rồi ok, em cảm ơn chị Trang nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nha các chị nha. Em đổi mẫu nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ nhá. Váy suông em có ạ. Váy suông em có nhá các chị nhá. Mọi người chia sẻ cho em nào. Bán mã phông đầu tiên nào. Bán mã phông đầu tiên nhá. 49k là các chị này. Mã phông em đang mặc bán 49k. Nhưng ai chia sẻ livestream nhá. Đây em phải bán mã này 49k cho các chị này. Chất thì không phải bàn luôn. Chất siêu đẹp luôn nhá nhá. Siêu đẹp luôn, chỉ 49k thôi. Mã này các chị 55 cân quay đầu mặc vừa này. 55 cân quay đầu mặc vừa nhá mọi người nhá. 49k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần nhá. Quần váy như em đang mặc cũng bán này. Lên form rất là đẹp luôn này các chị này. Đây. Quần giả váy nhá. Chất u mì co giãn hàng loại 1 luôn. Đây nha, áo phông đây nhá mọi người nhá. Chất cotton mát lạnh này, 49k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Chị nào lấy comment nào, comment nâu hoặc là comment nâu hoặc là comment hoa kèm số điện thoại cho em. Nâu hoặc hoa kèm số điện thoại cho em nhá. Đây đá rất là đẹp luôn, chất phông mát lạnh luôn mà chỉ 49k này. Chị nào lấy nhanh tay comment nào. Quần váy như em đang mặc chất u mì này các chị này. Chất u mì cực đẹp luôn. Đây hàng loại 1 luôn nhá. Quần váy hàng loại 1 này. Chất u mì co giãn này nhá các chị nhá. Siêu đẹp luôn nha, quần váy nhá. 140k quần váy nhá, áo là 49k này các chị này. Cả set quá đẹp luôn. Cả set quá đẹp luôn nhá. Chị nào lấy đi comment quần váy có size nhá. Em có size M các chị, tầm khoảng 52 53 cân quay đầu. 52 53 cân quay đầu mặc vừa ạ. 47 đến 53 cân nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Thank you.
comment nhá. Áo nhá, 49k thôi nhá các chị nhá. 49k này, em còn màu cam đất và màu hồng ạ. Màu cam đất và màu hồng này các chị này, rất là xinh luôn nhá. Lên form rất là trẻ đẹp luôn như em đang mặc đây. Đấy. Chỉ 49k thôi, siêu rẻ đúng không các chị? Giá rẻ giật mình luôn cho những ai chia sẻ livestream ạ. Có cái áo hở vai kia, có cái nào cũng không đính đá không em? Đính đá một tí mới xinh nhá chị. Đá đến mình không thích thì mình bấm đi cũng được mà chị. Cái đá đến mình không thích mình bấm đi cũng được. Nào mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Các chị chia sẻ cho em đi nào. Có chị nào chốt mã này không nào? Không chị nào cho mã này để em qua mẫu cho mọi người xem nhá. Bộ mất gì? Nguyễn Thị bộ gì đi. Áo em mặc không có đen ạ. À. Áo em mặc thì chỉ có màu nâu đất nha đang mặc và màu hồng rất là xinh luôn nhá. Chị anh Hằng Hiệp nhá. Đây em có hai màu này. Chỉ 49k thôi, rất là rẻ luôn mà đã có một chiếc áo phông cực đẹp luôn nhá. Đây cái đá này thì họ chỉ đính như thế này thôi chị này. Họ đính bằng chỉ nhá, nếu mà mình không thích thì mình có thể bấm đi. À, chị ơi có váy nào em mặc được không? Chị Ngân Duyên muốn mua váy gì nào? Đây, áo đá rất là đẹp đây này các chị này. Chất zip hàng cực đẹp luôn nhá. 60k nhá, áo này 60k này. Cái mã này các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu mặc vừa nhá. Chị nào lấy đi comment cam kèm số điện thoại cho em này. Cam kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. 60k mã không zip như em đang mặc này. Cam kèm số điện thoại cho em đi nào các chị ơi. Duy nhất chỉ còn mấy cái thôi. Rồi ok, chị anh Hằng Hiệp lấy cái nâu đúng không? Chị anh Hằng Hiệp lấy cái nâu thì comment nâu kèm số điện thoại cho em nhá. Nếu mà lấy cái em đang mặc là cam thì comment cam. Đây. Nâu này là 49k nhá. Còn cái quần sóc nào không ly 49 cân, 49 cân có chị ơi. Chị muốn mua sóc bó hay sóc gì ạ? Hoặc là mua quần giả váy như em đang mặc rất là đẹp. Cái hoa lúc nãy em lấy rồi đây nhá chị anh Hằng Hiệp nhá. Comment nâu kèm số điện thoại cho em này. 49k dành cho các chị chia sẻ livestream 3 lần nhá. Mọi người chia sẻ cho em. À, mã này không có đen nhá, mã này em chỉ có nâu thôi. Chị Phương Vũ muốn mua quần sóc. Quần sóc bò hay quần sóc gì kìa nào. Đây nhá, áo như em đang mặc nhá các chị nhá. Đây áo như em đang mặc đây. Rất là đẹp luôn này. Hàng siêu đẹp luôn này các chị này. Siêu đẹp luôn nhá. Chỉ 60k thôi, chị nào lấy đi comment nhá. Cam kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, chị anh Hằng Hiệp nâu. Các chị có đơn thì cố gắng chọn cho em từ 2 sản phẩm trở lên để em gửi hàng nhá. Váy suông. Nhà em có nhiều mẫu váy lắm, em sẽ like từ từ các mẫu cho mọi người xem. Nào có ai lấy cam như em đang mặc không nào? Cam là các chị ơi. Bò hay vải cũng được rồi chị xem. Rồi ok, 49 cân thì chị có thể mặc cái mã như em đang mặc đây.
Mã quần giả váy như em đang mặc đây rất là đẹp này chị Phương Vũ này. Đây em đang bán cái mã này chất ô mì cực xịn luôn. Đây nhá, chất ô mì cực xịn luôn. Quần này là 140 cân, chị có thể mặc cái mã này. 140k này rất là đẹp luôn này. Đấy, 49 cân mặc rất là xinh luôn nhá. Đấy là em có cái mã sốc bò, rất là nhiều mã. Sốc bò thì có rất là nhiều mã. Nếu mà trơn thì chị chỉ có thể mặc cái mã này. Trơn thì lấy cái mã 110k này nhá. Đây, mã 110k này. Nếu mà chị thích để chung một tí thì có thể mặc cái mã rách này. Mã rách này nhá chị nhá. Thùng. Đây mã rách này 120k. Rất là đẹp luôn. Đây. Mã rách này là 120k, em còn một size 27 này. Chào chị Thiệt đặc thị nhá. Không, chị không thích quần sóc. Không, chị không thích quần sóc thôi. Quần sóc. Đây chỉ là quần sóc mà chị. Đây, quần sóc này em còn một size 27 này. Quần là bò Hàn nhá. Chất cực kỳ là co giãn. Cực kỳ là co giãn luôn, chất rất là mềm đẹp. Em sale là 120. Bò lỡ em có. Em xem là 120 này, cái bò Hàn này nhá. Chị nào lấy comment 120k kèm số điện thoại cho em. Thùng. Mẹ. Váy đen treo bao nhiêu vậy? Váy đen ven em treo là 140 nhá. Có sóc vải em có nha. Đây, chị nào lấy sóc này thì comment này. Là 120 kèm số điện thoại cho em. Bò Hàn rất là đẹp luôn. Còn cái mã trơn này là 101 này à, đủ size SML nhá. Mã trơn này là 101. Hàng bò xuất rất là đẹp này. Hàng bò xuất nhá chị nhá. Quá xinh luôn. Cho chị áo và quần giả váy em đang mặc nhé. 50 cân rồi. Ok, chốt cho chị Như Bình một áo và một quần giả váy như em đang mặc 50 cân này. Quá đẹp luôn, cả set quá đẹp luôn nhá chị Như Bình nhá. Hàng chất u mì loại 1 luôn đây chị ơi. Đây. Quần váy này chất u mì loại 1 nhá. Có túi luôn này. Quần có túi này. Rồi ok. Áo như em đang mặc chỉ 60k nhá. Chị nào lấy comment nhá. Quần sóc này nhá. Ai lấy đi comment cho em nhá. Mã này là mã 120 này. Comment 120k kèm số điện thoại. Mã này là mã 110 này. Áo như em đang mặc toàn hàng 90-100 thôi. Nhưng mà hôm nay em theo nốt đấy mọi người. Các chị nhanh tay đi ạ. Nào có chị nào lấy quần như em đang mặc thì comment nhá. Em còn size M, các chị tầm khoảng 52-53 cân quay đầu nhá. Từ 47 đến 53 cân này. Đấy quần ubi chất hàng loại 1 rất là đẹp luôn. Lên giá rất là đẹp luôn ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Để em chuyển qua mã khác cho mọi người xem. Có không khác nữa không? Quần bò hôm nọ chị lấy. Hôm nay sale rẻ thế. Còn lẻ size chị ạ. Còn lẻ size nên sale lỗ. Mà hôm nọ em để chị set em mặc rồi. Ok, chốt cho chị Huyền, Bảo Huyền một set em mặc. Hôm nọ tính chị ấy quần rẻ mà nhầm. Nó tính chị ấy quần gì nhầm. Rẻ. Bảo Huyền một set này. Quá đẹp luôn chị Bảo Huyền. Chị Bảo Huyền nhận được hàng gì không? Co giãn mà cái hàng đấy đẹp, hôm nay còn một size treo lỗ vốn luôn.
mặc nó cái áo đá này đấy không? Đá nào? Rồi ok, em cho chị Bảo Huyền rồi, nhận được hàng em gửi cho chị. Đây nhá, nhá. Còn form là 110 này. Lên form rất là đẹp luôn, nó không bị ngắn đụng ấy mọi người, mặc rất là thoải mái luôn này các chị này. Đấy, quần cặp cao nhá, đụng không bị ngắn, mặc rất là sướng luôn. Mà hàng này hàng suốt co giãn này các chị này. Các chị nhìn em mặc nhá, giãn như thế này cơ mà, mặc rất là thoải mái luôn. Đây tiếp mã áo thêu này các chị này. Mã áo thêu này nhá. Em còn duy nhất một chiếc này. Mã này hết lâu rồi cả. Em còn một chiếc cam sale 60k nhá. Còn một nâu một cam ạ. Chị Dương Liên ơi, chị muốn hỏi mã nào? Mã áo này thì 58 cân cũng vừa. Từ 40 cân đến 60 cân vừa thoải mái, cái mã không zip này này. Đây, các chị có thể nhìn thấy nhá. Chất rất là co giãn, nó ôm tùy theo người mình ấy. Quần em mặc 55 cân vừa không? 55 cân vừa đấy chị ơi, size L, em còn size L 55 cân vừa. 55 cân cao mét bao nhiêu ạ? Vừa nhá, chất bò, co giãn rất là mềm luôn. Đây, áo em mặc này còn màu cam với màu nâu này, thêu rất là đẹp, hàng không zip nhá. Sale là 60k cam với nâu, chị nào lấy đi comment nhá. 60k cam với nâu. Chị Dương Liên 58 cân. 58 cân mã quần này chắc không vừa đâu. 58 cân có một mã size 32 ấy, mẹ lấy cho chị ấy. Cái quần sóc này này mà gập gấu ấy. Em có một mã đấy, em có một mã chị vừa đấy. Đây, 58 cân thì chị mặc cái mã này này vừa này, chị Dương Liên này. Đây nhá, 58 cân thì mặc size 32 này đi. Đây 58 cân thì mặc mã này này. Rất là đẹp luôn, 120k nhá. Chất bò hàn co giãn. Toàn bộ là hàng đẹp thôi này các chị này. Toàn bộ là hàng đẹp nhá, chất co giãn nhá. 58 cân thì mặc mã này. 120k. Nếu mà lấy đi comment là size 32 kèm số điện thoại cho em ạ. Size 32 kèm số điện thoại cho em nhé chị Dương Liên nhá. Thoải mái luôn, 58 cân. Đây áo như em đang mặc này các chị này. Màu cam với màu nâu nhá, sale là 60k. 55 cân cao 1m56 vừa nhá chị ơi. Vừa mã như em đang mặc nhá. Có cả mã này nữa này. Đây, có hai mã nhá. Có mã này và mã gập gấu. Mã này mã gập gấu này. Rất là trẻ trung luôn, chị nào thích cào cào một tí này. Một tí thôi, xinh lắm. Hàng 120. Hàng em mặc là 101, còn hàng này hàng 120 này. Toàn bộ hàng bò hàng, xốp rất là mát, rất là mềm. Mặc dễ chịu, mặc co giãn dễ chịu cực kỳ luôn các chị ạ. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Hàng xịn. Hàng xịn luôn nhá. Mọi người lấy đi comment cho em. Toàn bộ là hàng đẹp thôi. 55 cân 1m56 vừa thoải mái luôn. Toàn bộ là hàng bò giãn nên là các chị yên tâm mặc rất là sướng. Đấy, mùa hè thì em không lấy cái hàng bò cứng đâu. Những cái hàng này mọi người mặc sướng đời luôn. Khách thì em nhận được ai cũng khen. Ai cho mã này thì comment nhá. Em còn size 32 và size 29 này. Chị Dương Liên 58 cân thì mặc size 32 thoải mái nhá. Comment kèm số điện thoại cho em. Đang sale nhá mọi người nhá. Toàn bộ hàng này là hàng 150, em đang sale là 120. Đang sale là 120 nhá. Chị nào lấy đi comment cho em. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên nhá, để em đổi mẫu khác cho mọi người xem.
Rồi ok, chốt cho chị Dương Liên một size 32 này. Hàng bò đẹp cực kỳ luôn, không đẹp không lấy tiền nhá mọi người nhá. Không đẹp không lấy tiền luôn, chốt cho chị Dương Liên size 32 này. Em còn size 29 nhá. À, chị gì nhỉ? Chị gì vừa hỏi nhỉ? Chị Dương Thanh nếu mà lấy thì comment cho em 55 cân. Sóc bò là em hàng như em đang mặc là 101. Còn cái hàng gập gấu này là 102 này. Rất là đẹp luôn. Hàng xuất nha mọi người nha. Hàng này là hàng bò xuất, rất là mềm đẹp. Nói chung là các chị mặc xuống đời lắm. Gửi xem mới hay là vị đi. Chị lấy cái nào chị Dương Thanh? Chị lấy nếu mà chị gửi xe thì cứ gửi số điện thoại của xe thì em đón xe em gửi cho. Lấy mã em đang mặc hay là mã gập gấu ạ? Một trăm hai thôi nhá, quá rẻ luôn nhá các chị nhá. Nếu mà lấy thì cho em số điện thoại, cứ inbox số điện thoại của xe cho em để em gửi cho. Nào em đổi mã áo nào các chị nào. Có size 32 không? Size 32 em vừa chốt cho chị Dương Liên rồi chị ơi. Đây, size L như em đang mặc. Chị Hiếu Lưu cơ. Biết hỏi về bao nhiêu cơ? Rồi ok, đấy là 120. Sai chị. Đây, rất là đẹp luôn. Áo ba lỗ chị mặc được không? Ba lỗ thì mặc cái mẫu này này chị này. Hơn 100 thôi, sale 60k này. Sale 60k cái mã hoa đá này nha mọi người nha. Chị nào lấy thì comment nhá, comment hoa cam kèm số điện thoại ạ. Hoa cam kèm số điện thoại cho em nào. 60k nhá, cho các chị từ 40 cân nhá. Cho các chị từ 4 cân đến 53 cân. Chị Dương Thanh với chị Dương Thị Hè chắc ở trên Trung Hóa. Chị Hè khách quen mà. Đây chị Dương Liên ơi đây nhá. Ba lỗ chị có thể mặc cái mã này rất là điệu luôn. 29 đẹp mà các chị, cái mã này hàng đẹp cực kỳ luôn. Chị Hè khách quen nhà em mà. Đây nhá. Đây chị nào thích mặc ba lỗ thì mặc cái mã này, em có màu vàng với lại màu đen. Màu vàng đây, chị này màu vàng em có treo đây nhá. Và màu đen. Em cảm ơn chị Hè ạ. Đây. Đấy, chỉ 50k nhá. Áo này 50k nhá. Có màu trắng không? Áo này thì em chỉ có màu vàng với màu đen thôi này. Màu vàng với màu đen 50k các chị, từ khoảng 40 đến 60 cân vừa nhá. Từ 40 đến 60 cân vừa, lên form rất, lên dáng rất là đẹp luôn mà cực kỳ trẻ trung này các chị này. Đấy, chị nào lấy thì comment nhá, đen em có đen với vàng. Áo như em đang mặc này các chị ơi. Áo như em đang mặc này, sale là 120 còn 60k nhá. Em cảm... áo em đang mặc có những màu gì? Áo em đang mặc thì em chỉ còn màu ấy thôi, chỉ còn màu cam như em đang mặc thôi. Không còn. À còn màu nâu tây. Còn là màu này. Có màu nâu tây. Rồi ok, cho chị Bảo Huyền đen, đẹp cực kỳ luôn. Chốt đen cho chị Bảo Huyền này. Đây em có màu nâu tây. Có màu nâu tây với lại là màu cam này các chị nào. Hàng toàn bộ là hàng phông zip đẹp luôn. Đây, phông zip bao đẹp thoải mái, chất co giãn như thế này mà các chị.
Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mà đang sale chỉ 60k, các chị mua ở ngoài bao giờ cũng 101, 102 trở lên luôn. Màu nâu tây với lại màu cam nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến khoảng 53, 54 cân này. Chị nào người gọn thì cả 55, 56 cân mà vẫn vừa thoải mái ấy. Chất không zip, co giãn mà các chị. Chị nào lấy comment nhá, có nâu tây với lại cam 60k thôi, nâu tây với cam này các chị này. Đây màu nâu tây nhá, màu be ấy. Rất là trẻ luôn. Em mặc cái màu be này cho mọi người xem này. Cho chị Dương Thanh. Rồi ok, chốt cho chị Dương Thanh ạ. Quá đẹp luôn mà rẻ các chị ạ. Quần lanh dài, áo phông cũng đẹp chị Dương Thanh ạ, mua luôn đi. Quần lanh dài em có nhá chị ơi, có quần lụa. Đây nha, nâu tây này các chị này. Đấy, nâu tây nhá. Cả quần váy như nó mặc cũng bán này. Nâu tây nha mọi người nha, ai lấy nâu tây thì comment nâu tây cho em. 60k thôi, vẫn còn nâu tây với cam nha. Vẫn còn nâu tây với cam này các chị này. Đấy, vẫn còn hai màu này nhá. 60k một áo, vừa rẻ vừa đẹp. Mọi người tội gì không mua, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Vừa rẻ vừa đẹp nhá, các chị nhanh tay đi nào. Vẫn còn cam và nâu tây nhá, chỉ 60k thôi. Quần váy em đang mặc cũng có bán này các chị này. Có đủ size nhá. Lãng quên có thứ đang kêu à. Thả quần bò 50k. Bây giờ hôm nay sở có dốc bò 50k à. Em có. Có cả mã 60. Có cả mã 60. Chị Dương Liên cho chị xem. Chị Dương Liên xem mã nào ạ? À? Nào có chị nào lấy mã mã áo như em đang mặc nâu tây không nào? Siêu đẹp luôn. Đây em đổi sang cái mã này cho các chị này. Đổi cho mã này cho mọi người xem này. Tí nữa các chị có đơn trả cho các chị mã này. Bò 50k thật luôn. Chị đã quên có thứ chấp nhận được hàng rồi. Chị ngay tuyên qua này. Hôm qua quên thử chấp nhận được. Chị Trang Trần, quần váy em đang mặc bao nhiêu chị? Cái này của A, à cái này không lấy, không lấy, không lấy. Bỏ đi được. Bỏ giả, váy đi mặt là 140.000. Đây, quần lanh. À rồi ok, quần suông đúng không? Mày có quần suông dài, quần lụa. Đây nhá. Quần sóc giả váy nghe năm mặc là 140k nhá. 140k thôi, hàng cao cấp đẹp luôn. Đây. Hàng rất là đẹp. Các chị chắc chắn mua ở ngoài không bao giờ dưới 200 được. Set này em mặc là 200. Cả set em mặc là 200 nhá. Set vừa nãy em mặc là 200. Đây nha, Gucci theo. Gucci theo này các chị này. Đây. Gucci theo nhá. Chị nào lấy đi comment cho em quần váy giá thế nào. À set em quần váy là 140k nhé chị Lăng Thị Soi nhá. Giá sốc sàn chị ạ, đang treo rất là rẻ luôn đây. Không đâu rẻ bằng luôn đây. Đây nha, quần váy 140k nhá. Em còn size ML cho các chị từ khoảng 45 cân đổ lên này. Rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy quần váy đi comment nhá. Toàn bộ là hàng bò rất là đẹp luôn. Này, bò đẹp nhá. Mã này mặc cực kì là trẻ trung các chị ạ. Mà mặc cái mã này bò nó mềm dễ chịu lắm. Bò mềm dễ chịu lắm. Đấy. Bò mềm dễ chịu như thế này mà. Chị nào lấy quần váy đi comment. Chị, các chị mua toàn từ 200, 250 trở lên luôn. Nào đến áo như em đang mặc là
mặc hiện tại là còn hai màu đen với đỏ này. Hiện tại là hai màu đen với đỏ nhá, chất không zip cực đẹp luôn. Sale nhá mọi người nhá, còn hai chiếc sale 60k. Có chị nào bỏ ra lấy màu đỏ không? Có áo phông trơn không? Cho chị quần váy em đang mặc size M em nhé, với áo hở vai màu cam. Rồi ok, cho chị Trang một áo hở vai màu cam. Đây, cái này. Rồi ok, cho chị Trang một set nha. Rồi ok, quá đẹp luôn nhá. Áo em đang mặc, chị nào lấy thì comment. 55 cân vừa chị Dương Thanh ơi. Ăn không tốt đâu. Áo vừa, quần vừa chị ơi, 55 cân nhá. 55 cân thì người chị dễ mặc không ấy. 55 cân thì chị mặc size L cho em. Mã này kể cả 60 cân em cũng có size cho các chị vừa mà. Đây. Quá đẹp luôn. Áo là 60k nhá, quần là 140, cả set là 200. Cả set là 200 thôi nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì chốt cho em. Lát chị nhắn tin địa chỉ rồi ok. Em cho chị Dương Thanh thêm một quần váy này. Becky vải em có á. Becky vải em có nhá. Rồi tí lát nhắn tin địa chỉ cho em. Áo thì có màu đỏ với màu đen ạ. Màu đỏ với màu đen nhá các chị nhá. Áo này toàn là hàng 80-100 thôi. Vâng rồi ok, lấy quần không lấy áo. Nhưng mà hôm nay em sale là 60.000. 0906 này. Áo em có màu đỏ màu đen các chị ạ, đang sale là 60k. Các chị 55-56 cân áo mặc thoải mái luôn. Từ 40 cân trở lên rồi mà mã này các chị không thích mặc bệt vai cũng được nhá. Rất là kín đáo không hề hở luôn. 602090. Không hề hở một chút xíu nào luôn đấy các chị ạ. Rất là sướng luôn nhá. Rất là sướng luôn. Đấy, em đang sale 60k thôi. Rồi quần lanh dài mẹ em đang lấy cho chị Dương Liên ơi, chị chờ chút nhá. Em đang lấy đây rồi. Nào có chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment này. Màu đỏ cũng cực trẻ trung luôn các chị nhá. Màu đỏ cũng cực kỳ trẻ trung luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mà chỉ có 60k thôi thì nhà em theo sale đang sale rất là rẻ. Mọi người tranh thủ mua đi. Toàn hàng đẹp. Rồi ok, chốt đỏ cho chị Hạ Thương này. Cái hàng nó cũng may của béo nên mà chất nó nhiễm nhiều đâu, cái hàng này chất không biết xịn luôn, dày dặn lắm. Đẹp. Em mẹ ơi, quần này của chị Dương Thanh này. Dương Thanh à? Vâng. Rồi em chốt đỏ chị Hạ Thương rồi. Có chị nào lấy đen thì comment đen cho em à. Đổi mẫu á. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em đi nào, để em đổi mẫu nào. Đang sale rất là rẻ luôn. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng quà cho mọi người đi.
ba màu. Con vàng màu trắng màu cam. Đây nha, tiếp mã này nè các chị này. Tiếp mã này nhá. Đây, tiếp mã này sale là 50k này. Em sale là 50k cho các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn, mã này các chị bao từ 40 cân đến khoảng 5-6 cân. Đơn chị Thương em vẫn giữ ở đây mà. Áo đá của chị Thương đẹp lung linh, người ta còn bán trăm mấy. Đấy, áo đá đấy chị mua lúc nào cũng hơn 100 luôn. Vâng rồi, ok, để mai ngày kia có quần em gửi cho chị luôn. Đây nha, có chị nào lấy áo thì như em đâu mà thì comment vàng này. Từ 40 cân đến 55, 56, 57 cân đều vừa nhá mọi người nhá. Chất rất là mát luôn, chất mát lạnh luôn. Đấy, xe cũng chỉ có 50k phông vàng này thôi. Mọi người không biết mặc bệt vai, mọi người mặc bình thường như này được này. Mã này có vàng và trắng ạ. Mã này em còn vàng và trắng nhá. Còn vàng và trắng này. Rồi ok, chia sẻ 50 nhóm chị lấy hai quần không lấy áo nữa nhé. Gửi xe mới hay số điện thoại. Tên xe là xe mới à hay như nào? Xe mới hay à? Vâng rồi ok. Xe mới hay. Em còn trắng nhá. Em còn trắng này, chị nào lấy trắng hay comment này. Hết vàng rồi này. Đây, hết vàng rồi còn trắng nhá. Chị Chimmy ơi, còn trắng thôi. Có quần sóc bò đẹp không? Đây, quần sóc em đang mặc đẹp đây. Cảm ơn chị Anh Hằng Hiệp nhá. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều luôn. Chị xem áo vừa xong. Áo nào nhỉ? Chị muốn xem áo nào? Đây trắng đây. Thôi cho chị Hà Thư một trắng một vàng này. Em đổi mẫu nha mọi người nha. Mã khác. Ủa ơi, đứng lên đi em, đứng lên đi em. Ơ, đứng không? Mẹ ơi. Áo trễ vai đen. Đây áo trễ vai đen đây chị ơi. Trễ vai đen ạ. Trắng em hết rồi, mã này em hết rồi nhá. Chuyển qua mã này nào các chị nào. Chuyển qua mã này nhá. Mã này em có vàng, có trắng, có đỏ nhá. Có vàng, có trắng, có đỏ này cũng chỉ 50k thôi. Đây, lệch vai nhá, rất là trẻ luôn. Chất zip đẹp ạ. Màu đen đây chị Lan này. Đây, màu đen rất là đẹp luôn. Chắc là chị vừa đấy. Chị 60 cân nhưng mà người chị gọn lắm. Chị cao mà. Em đang sale là 60k. Hùng ơi. Vàng trắng này. Đây cái này có vàng trắng này. Mã nhem đang mặc có vàng, có trắng, có đỏ nhá. Có vàng, có trắng, có đỏ. Sale là 50k này. 50k một áo nhá, nhá. Có cả đỏ nữa. Có vàng. Hay là hết đỏ. Thế còn vàng với trắng thôi. Áo đấy đang sale là 60k chị Lan ơi. Đang sale là 60 thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Hàng đấy là hàng 80. Thật sự là ngày hôm nay em còn em sale lỗ, mã nào cũng lỗ luôn.
Quần lanh thổ cẩm. Mẹ ơi cho chị xem quần lanh thổ cẩm. Lanh thổ cẩm. Quần lanh thổ cẩm thì chỉ có quần sóc thôi, không có quần dài chị Dương Liên ạ. Quần dài thì có mã ấy. Quần dài thì có mã quần lụa. Đây mẹ cứ đưa hết đây cho con. Quần lanh thổ cẩm 50.000 đây nhá. Quần lanh thổ cẩm 50k một đôi này các chị này. Màu đẹp không? Màu rất là đẹp luôn. Đây, quần lanh thổ cẩm này 50k một đôi nhá mọi người nhá. 50k một đôi. Tầm 55 cân quay đầu thôi nhá. Tầm khoảng 52 cân quay đầu thôi các chị ạ. Đây rất là đẹp luôn nhá. Đấy, 50k một đôi thôi, rẻ ơi là rẻ luôn. Các chị có thể mua kèm đơn này. Đây, toàn bộ là màu đẹp thôi. Màu đẹp cực kỳ luôn. Các chị thích thì em chọn màu cho. Các chị mua luôn cả đôi mặc ở nhà này. Toàn màu đẹp đấy. Chọn hết. Toàn màu đẹp thôi nhá. 50k một đôi quần lanh nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. 50k một đôi này. Bi này rất là trẻ luôn này. Đấy, gấu thì may gấu ten nữa. May rất là cẩn thận luôn. Mà giá lại rất là rẻ ạ. Nào có chị nào lấy quần lanh thổ cẩm thì comment cho em nhá. 50k một đôi này. 50k một đôi nhá chị nhá, rất là nhiều màu luôn. Nhiều màu và rất là đẹp. Chỉ với giá là 50k. Đây. Dành cho chị tầm khoảng 52 cân quay đầu thì vừa, 52 cân nhá. Rồi ok, chốt cho chị Dương Liên một đôi. Chị lấy để em chọn màu cho hay là chị lấy màu nào? Màu nào cũng đẹp mà. Có túi ạ, một đôi trừ chấm bi ra nha. Rồi ok cho chị Bảo Huyền một đôi trừ chấm bi ra. Cho chị Bảo Huyền một đôi này, rất là đẹp luôn. Có túi nhá, quần lanh có túi. Chị Dương Liên một đôi, chị Bảo Huyền một đôi này. 50k một đôi cho các chị ạ, tổng khoảng 52-53 cân mà thoải mái. Xem màu để chị chọn. Đây, nó có màu vàng này chị này. Màu vàng nhá. Màu xanh. Áo trễ vai đen này nó chỉ còn màu đen thôi chị ơi. Cho chị chấm bi chị Dung Kim. Rồi ok chị Dung Kim. Chị inbox mà. Đây, màu vàng này, màu xanh này, chấm bi này. Đấy, màu vàng, màu xanh, chấm bi. Thế thôi. Bốn màu. Đây, màu rêu. Vàng xanh rêu chấm bi. Vàng xanh rêu chấm bi nhá, đây là rêu này. Chấm bi này. Xanh này. Vàng. Đấy, màu nào cũng đẹp. Thực ra là màu nào cũng đẹp nên là mọi người thích em chọn màu cho mọi người cũng đẹp mà. Màu nào cũng đẹp. Quần này các chị mặc ở nhà rất là thoải mái. Vàng xanh. Dương Liên vàng xanh. Xanh đấy. Vâng. Rồi ok chị Dương Liên. Vàng xanh nhá. Uống 7 cân quá phù luôn. Uống 7 cân thoải mái nhá. Thoải mái luôn các chị ạ. Quần lanh này các bạn từ 52 cân đổ lại mà còn đẹp, 55 cân vẫn vừa. Nhưng mà quần lanh thì từ 50 cân đổ lại mặt là ok nhất. Nó không giãn. Rồi ok, thêm cho chị Bảo Huyền hai cái. Mẹ xem chị có màu gì rồi thì tôi đừng lấy màu đấy nhé. Rồi chị Bảo Huyền là 4 cái nhá. 47 cân thoải mái. Đây nhá, áo như em đang mặc này, sale 60k này. Đấy, đính cườm rất là đẹp luôn. Đính hạt cườm rất là đẹp nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa, chị nào lấy đi comment nhá. 4 cái, 4 màu khác nhau, trừ màu trừ bi. Rồi ok, chốt cho chị Bảo Huyền 4 cái, 4 màu. Nào chị nào lấy đi comment nào. Comment cam kèm số điện thoại cho em nhá. Cam kèm số điện thoại 60k thôi.
Có chị nào lấy quần lanh thì tiếp tục comment nhé. Đây con rơi cho mọi người xem. Đây. Con chỉ cần rơi này thôi. Chị nào lấy quần lanh thì tiếp tục comment cho em nhá. 50k một đôi nhá mọi người nhá. 50k một đôi này. Có bộ lanh quen lách mặc nhà em có. Có tí em sale các chị rẻ lắm. Tí em sale cho mọi người rẻ cực kỳ luôn. Đây. 50.000 một đôi quần lanh nhá. Tầm khoảng 52 cân quay đầu này. 52 cân quay đầu mặc vừa nhá. Gấu thì là may gấu ren luôn các chị này. Đấy. Gấu ren. Rất là trẻ và rất là đẹp. May theo bộ lanh các chị chắc giá rẻ luôn. Nhất thị trường luôn. Mọi người muốn mua bộ lanh thì em sale rẻ. Nào áo ghê nó mặc ở 60k, chị nào lấy thì comment cho em nào. Đính hạt ngọc rất là xinh luôn này. Chất phong zip nha mọi người nhá. Chất phong zip rất là đẹp. Chị nào lấy đi shop cho em nha, để em qua mẫu khác. Qua mẫu khác cho mọi người xem. Mà chị ấy cao có 1 mét, cao có 1 mét năm mấy, 1 mét rưỡi, vẫn đẹp ơi là đẹp. Chị nào lấy quần thì comment nhá, chị nào lấy quần thì comment. Chị đang mặc S, rồi để xong rồi mặc S mà máu. Luôn đã bảo tính nhầm mẫu này cho chị ấy mà. Tính mã 2420 như vậy, tính mã 2490 nó cũng vào nhau thôi. Đây nha.
này, chị nào lấy quần này thì comment cho em này. Quần là 140 nhá, áo là 50k, cả set là 190 nhá. Áo đằng sau pha ren rất là đẹp luôn. Đấy. Đằng sau pha ren rất là đẹp nhá, chị nào lấy thì comment nhá. Siêu xinh luôn à. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Các chị chia sẻ cho em nhá. Có chị nào chốt mã quần này không nào, để em qua mẫu nào. Đấy. Mã này đang rất là hot luôn. Quần này đẹp lắm, chị mua yên tâm là bao chất các chị luôn. Quá là bao chất đẹp luôn, chất u mì nhá mọi người mặc á. Đây là dễ chịu lắm. Chị mua shop hơn 200 luôn. Đấy, mọi người toàn mua shop hơn 200 thôi, hôm nay em sale chỉ có 140k cho những ai chia sẻ livestream này. Cái mã này tại vì do cái hông em hông to ấy nên là mặc mà nó không đẹp mấy, nên là mọi người á, dáng mọi người đẹp, mọi người mặc đẹp lắm. Nào ai chốt thì comment cho em nhá. Để em qua mẫu áo không nào. Đây ạ. Chị là 230.000. Chị là Thanh Hà. Bán đồ online à? À, nhà cháu có online không? Cháu có bán mà. Cũng này nó đi học thôi. Đây nha, áo nha mọi người nha. Đây cái mã này đang sale rất là rẻ này. Đang sale là 40k nha mọi người nha. 40k chất mát lạnh luôn, em chỉ còn vài chiếc thôi, sale nốt nha. 40k này, ai lấy đi comment nha. Áo này dáng crop top rất là dễ mặc đồ luôn. Đây. Cái mã này mọi người mặc với quần suông với quần short nhá. Rất là đẹp luôn. Nào áo là 40k này, chị nào lấy đi comment này. Chippy ơi kèm số điện thoại cho em nhá. Chippy kèm số điện thoại cho em. Chippy kèm số điện thoại. Các chị thì chốt phải comment số điện thoại, phải kèm được số điện thoại thì em mới chốt nhá mọi người nhá. Nào ai lấy thì comment nhá. 40k áo này rất là xinh luôn à. 40k nhá. Hoàn hàng đẹp thôi, chất cô tông mát lạnh luôn. 40k này, chị nào lấy thì comment này. Kèm số điện thoại cho em. Hả? Cái gì mẹ? Nóng á. 60 cân. 60 cân thì em có những cái mã không rộng ấy, mặc thì thoải mái. Rồi ok. Chốt cho chị Chimmy một cái này. Có chị nào lấy không nào? Em còn một cái là sale cho nó cắt mẫu. Sale hết mẫu luôn. Em còn một cái nào. Các chị có đơn rồi là có một sản phẩm tối và chọn thêm giúp em nhá. Hai sản phẩm trở lên thì em mới gửi. Chị nào lấy đỏ comment đỏ kèm số điện thoại cho em nào. 40k đây này mọi người này. Mã này là 40k nhá. Áo xoắn neo nhá. Cực kỳ thời trang luôn. Áo xoắn neo 40k này. Ai lấy đi comment này. Rồi ok. Đây 60 cân thì chị mặc cái những cái mã phông rộng như thế này này chị này. Đây. Đủ màu luôn. 50.000 một áo. Chỉ 50k một áo thôi nhé chị nhá. Đây, cái hình này thì là 40 này. Còn những mã này là 50 này. 60 cân vừa thoải mái luôn. Đấy. 60 cân thì chị mặc cái mã này nhá. Toàn bộ là chất phông khô mát lạnh luôn. Chất phông hàng Quảng Châu đẹp luôn nhá. Chỉ 50k một áo này.
40-50k nhá, rất là rẻ luôn. Nào chị nào lấy áo lên đăng vào thì comment nhá. Qua mẫu này. Nông tây này. Trước đi làm gì trên đi? Trên đấy thì cháu làm được. Trong hai lần rồi, cháu đi làm được sẽ đi làm được. Trong cái sống lại như thế là này. Độ này nóng quá các bạn, ra ngoài ở bóng đá các bạn. Thủy Long cơ hả? Nghịch nước à? Bác vừa xuống á. Đây nha, mã này nha các chị ơi. Đây, chuyển qua cái mã này nè. Đây, mã này em có màu nâu tây nhá. Đây là mã chéo ngực này. Có nâu tây với trắng này. Xe là 50k nhá mọi người nhá. Có nâu tây với trắng này. Có nâu tây với trắng nhá, hàng ra ra rất là đẹp luôn. Mình hương thế nào, thế nào? Theo là 50k nhá. 50k này. Mã này các chị tầm khoảng 52 cân, quay đầu mặc đẹp. Từ 40 đến 52 cân. Trắng này. Toàn bộ là chất mát thôi. Theo 50k chị nào lấy đi comment nhá. Có trắng với nâu tây. Lấy ra như nào nữa. Đâu. Áo này có trắng với nâu tây chị ơi. Đây trắng đây. Sale là 50k thôi. Chất mát lạnh luôn. Đây trắng đây. Hàng da da đẹp nhá mọi người nhá. Chất rất là mát luôn. Chị nào lấy comment này 50k này. Đây. Nâu tây. Màu trẻ trung cực kỳ luôn. Váy trắng bao nhiêu? Váy ren đằng sau sale là 140 nhá mọi người nhá. Váy ren là 140. Nào có ai lấy áo này thì comment cho em nào. Trắng này, hoặc là nâu tây này, kèm số điện thoại cho em. Mặc trắng cho mọi người xem nhá. Trắng với quần đen. Nào có chị nào chốt mã này không để em qua mẫu này. Chị nào lấy trắng thì comment trắng nha, lấy nâu tây thì comment nâu tây cho em. Thu đã nhận được hàng em gửi chưa? Váy trắng. Trắng này xinh lắm luôn. Chắc là vừa. Chắc là vừa. Chắc là vừa chị ạ. Em mặc thì đấy rất thoải mái mà. Đây, cái mã này mặc gấu bụng này, nó có cái phần rún này. Đây nhá, váy trắng đây nhá. Chị Nguyễn Trang ơi, váy trắng đây. Sale chỉ còn 140 này. Đấy, 51, 52 cân quay đầu vừa nhá. 140 mọi người mua ở ngoài bao giờ cũng là trên 200 luôn. Đấy, nhà em sale chỉ còn 140 nhá. Váy rất là điệu đà luôn. Váy này các chị mặc đi tiệc, đi ăn cưới, đi chơi này. Đi vào ti này, rất là hợp luôn nhá. Chất thì là chất ren đẹp. Nếu mà chị lấy váy trắng thì comment từ 40 cân đến khoảng 51, 52 cân quay đầu mặc vừa. Các chị cao trên 1m6 thì 51, 52 cân. Nếu mà dưới 1m6 thì chỉ tầm khoảng 50 cân quay đầu thôi nhá. Nếu mà lấy ren trắng thì comment váy ren trắng kèm số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn. Áo phông giống hôm trước chị lấy không em? Hôm
không biết lấy chị Hương lấy mã nào nhỉ? Chị chụp ảnh màn hình gửi cho em, tại vì là em không nhớ mã nào ấy, nhiều mã quá em không nhớ. Chị cứ chụp ảnh màn hình inbox cho em, à chụp ảnh lại cái áo inbox cho em để em xem còn không. Em gửi cho. Có nhiều mã có lúc nó cũng quên đi ấy chị ạ. Áo lệch vai, có trái tim bé. Ý, áo không vàng. Áo đấy em hết rồi chị Hương ơi. Em vừa còn 2 chiếc sale nốt rồi. Đây nha mọi người nha, đây tiếp mang áo neo ra mặt này. Sale là 50k nha, áo màu cốm nha. Cái mã này còn màu cốm với màu nâu. Đây mã này neo ra mặt còn màu cốm với màu nâu này. Chắc zip rất là dễ chịu luôn. Đây chất đẹp nha. Quần thì là 101 nha mọi người nhá. Quần thì là 101, áo thì là 50k. Chất zip đẹp này. Form áo rất là xinh luôn. Đây. Áo là 50k nhá. Mã này các chị nhá, kể cả 60 cân vẫn mặc vừa luôn. Đấy. 60 cân vẫn mặc vừa này các chị này, co giãn là dễ chịu từ 40 cân đến 60 cân nhá. Có màu cổ với màu nâu này, 50k. Sao không nhìn thấy comment? Em ở Tuyên Quang nhá các chị nhá, em ở Tuyên Quang. Nào có chị nào chốt mã này thì comment cho em này, màu nâu với màu cốm này. Quần thì là 110 nhá mọi người nhá. Quần 110, áo là 50k. Chị Hiền Nguyễn, để chị hai cái nhé. Chị Hiền Nguyễn lấy cái nào ạ? Nếu mà lấy màu nâu với màu cốm thì comment nâu cốm kèm số điện thoại cho em được. Không. Không phải chị này. Chị này là mua cái gì? Chị là chưa mua. Nhưng mà hôm chị ấy chốt nhưng mà hình như là chị để lấy thêm cái gì chưa gửi em như nào không nhớ lắm. Đây ạ, có màu nâu với màu cốm này nè, 50k một áo thôi, form rất là đẹp luôn, chất zip nhá mọi người nhá. Đây các chị mua toàn trăm mấy một áo này. Đấy, các chị mua toàn trăm mấy một áo thôi đấy kìa mọi người, mà không sơ vin nhá, dáng của nó rất là, nói chung là nó không bị dài quá ấy, mặc nó rất là vừa người nên nhìn rất là trẻ trung. Ship code 30k trên toàn quốc. Mọi người mua 10 cái em cũng chỉ lấy 30k tiền ship thôi. Đấy. Ship code 30k trên toàn quốc nha mọi người nhá, hỗ trợ ship nhá. Nào, ai lấy đi comment nhá, có màu cốm với lại là màu nâu. Ê ơi, mẫu này đẹp cực kỳ luôn, nhìn đơn giản thôi nhưng mà rất là dễ phối đồ nha mọi người nhá. Mẫu này nhìn đơn giản nhưng mà dễ, rất là dễ mặc quần luôn. Mặc quần short cũng đẹp, mặc quần bò cũng đẹp. Quần vải cũng được, rất là dễ phối đồ. Chị Hiền Nguyễn nếu mà lấy thì cho em xin số điện thoại. Chất xịn luôn mọi người yên tâm. Có số rồi này. Áo là
Nếu mà lấy thì comment cho em. Ơi váy trắng 120 em không được nha Nguyễn Trang nhá, tại vì nhà em đang sale rồi nên là mọi người yên tâm, mọi người không cần mặc cả đâu. Đấy, nếu mà hàng 120 người ta bán thì em chỉ bán 70-80 nghìn thôi, các chị không phải mặc cả đâu. Tại vì là nhà em bán sale rồi nha, mọi người yên tâm về giá cả, không phải mặc cả đâu. Tại vì em bán live này đâu có nói thách mọi người gì đâu. Sale rồi là sale hàng rất là rẻ rồi. Mọi người có thấy đâu mua được những cái áo phông đẹp như nhà em này chỉ có 50k các chị. Quá là rẻ rồi nha, mọi người yên tâm nhá. Trắng này các bạn mua shop hơn 200. Chất gen đẹp, không phải là cái chất gen cứng mà nóng, người ta bán kiểu 120, 130 đâu mà bán cái hàng đấy. Thế Nguyễn cho mình xin lại số điện thoại nhé. Chắc một cái đi xả đơn rồi, bởi vì để lâu không đến lấy. Chị Hiền Nguyễn cứ cho em xin lại số đi ạ. Ngày kia em xuống là em chốt nâu với cốm. Áo nâu với cốm để cho em cả áo. Cả áo trắng cháo ngực hôm nọ em đặt ý. Các chị hẹn phùng lấy thì là phùng lấy giúp em nhé. Tại vì nếu mà không phùng lấy thì em sẽ xả đơn đấy ạ. Nếu mà 2 ngày không phùng lấy thì em xả đấy mọi người nhá. Đây nha, áo nâu rồi các chị này. Áo nâu này, sale là 50k này. Đây, tim này là tim theo nhá. Tim là tim theo, chất mát lạnh luôn. Chị nào lấy nâu thì comment nâu cho em. Nâu kèm số điện thoại cho em. Mã này đẹp như thế này mà chỉ có 50k một áo này các chị này. 50k này. 56, 55, 56 cân thoải mái vừa nhá. 55, 56 cân thoải mái vừa. Chị nào lấy nâu thì comment nâu cho em. Chị nào chốt mã này nâu thì comment nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Có chị nào chốt mã này nâu không ạ? Bạn không lấy được, chứ để bảo em ship và ship gần trong huyện chỉ có 20k thôi. Đấy, nếu mà chị bận ấy không lấy được thì em cứ bảo em ship cho. Ship trong ấy thì chỉ có 20k thôi. Đây, nâu rồi nhá. Ai lấy nâu comment. Cái gì mẹ? Không biết ở trong ấy đã thử bao giờ đâu. Nào, 50k nè, ai lấy đi comment nè. 50k nhá. Đúng không nào? À, ừ đúng rồi đấy. Cái đấy vẫn còn mà. Cái đấy mà có để ở cùng với cùng một cái váy len trắng này đây này. Đúng rồi đấy, cái đấy của chị đấy đấy. Ai lấy mã lên đâu mà thì comment cho em biết nha. Đang xem rất là rẻ luôn.
nha, mã phông rộng này, có ai thích phông rộng thì comment nhá. 50k nhá, mã áo trắng này 50k này. Đây. Mã áo trắng này 50k nhá mọi người nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa luôn. Từ 40 cân đến 60 cân vừa này. Chị nào lấy trắng, chị nào lấy trắng rộng thì comment trắng cho em nhá. Cái này hàng Quảng Châu chất rất là mát luôn. Hàng Quảng Châu rất cực mát luôn, mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Này 50k mã trắng rộng này, ai lấy đi comment nào. Em thoát ra bảo lại nhé mọi người nhé. Em thoát ra bảo lại.